chúng vào cuối hội trường ta về trở về chỗ ngồi nhá, mời các đại biểu. Mời các đại biểu ta về trở về vị trí ngồi, không ra ngoài hội trường. Đồng chí Đức Trưởng An bỏ rõ vào để lên Facebook ra phây gọi những cái bộ trưởng An lễ tân xin mời giấy tờ các đồng chí lên đây lên đây rồi. Hết chưa? Dưới hội trường còn ra đại biểu nào ta không chưa lên bỏ phiếu được. Xin mời các đại biểu ta bỏ phiếu trong về vị trí ngồi. Xin mời ban chuẩn phiếu ta ra chuẩn phiếu. Ban kiểm phiếu vẫn phân. Ôi dồi, nhớ một lúc này. Không cần thiết. Cái gì?